sách đại việt sử ký toàn thư chép rằng có lần trần thủ độ đi duyệt định hộ khẩu một người bà con với vợ ông đến nhờ bà nói với ông cho được làm chức câu đương là một chức dịch trong làng chuyên việc bắt giữ và giải tống bà linh từ quốc mẫu bèn xin với chồng cho người ấy trần thủ độ gật đầu và biên lấy họ tên quê quán của người ấy vào khi xét duyệt đến xã ấy hỏi rằng tên ấy đâu người ấy mừng rỡ chạy đến trần thủ độ bèn nói người vì có công chúa xin cho được làm câu đương không ví như người câu đương khác được phải chặt một ngón chân để phân biệt với người khác người ấy kêu van xin mãi mới được tha cho từ đấy không ai dám đến nhà thăm riêng nữa ngẫm lại mới thấy bài thuốc của trần thủ độ thật là đặc trị căn bệnh chạy chức chạy quyền nếu ai ở ngôi cao cũng dùng bài thuốc này thì hẳn là nạn chạy chức chạy quyền phải giảm mạnh